Các bạn thân mến, trong video này, Đức Huy Lê Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm date và hàm elman để xác định ngày đầu tháng và ngày cuối tháng trong Excel. Trên đây ta có một bảng, ta đã cho biết năm là năm 2016 và tháng từ tháng 1 cho đến tháng 12. Yêu cầu ta cần xác định được ngày bắt đầu của các tháng trong năm và ngày cuối tháng. Thì ngày bắt đầu ta sử dụng hàm date. Hàm date gồm có 3 đuôi số. Đuôi thứ nhất là năm. Năm ở đây đã cho trước, tức là năm 2016. Như vậy ta sẽ chọn là ô 5 và ô này lúc nào cũng cố định, do đó ta sẽ khóa công thức này lại. Kích chuột vào giữa và nhấn F4. Đối thứ hai là tháng, thì tháng đây cho trước thì chọn là ô tháng và để cho nó chạy. Ngày sẽ bắt đầu là ngày đầu tiên, do đó sẽ là 1. Sau đó nó ngoặc hàm date và enter. Ta fill công thức xuống bằng cách ta di chuột vào góc này, ghi hiện kích đúp và sẽ tự động chạy xuống toàn bộ công thức. Tiếp tục ta xác định ngày cuối tháng thì có thể theo hai cách. Cách thứ nhất thì ta sẽ lấy cái ngày ngày đầu tiên của tháng sau tháng đó, tức là ngày đầu tiên của tháng 2 trừ đi 1 thì sẽ ra ngày cuối cùng của tháng 1. Như vậy đây ta sử dụng công thức như sau. Ta sẽ lấy ngày đầu tiên của tháng 2, tức là cái ô này, ô C5 trừ đi 1 và enter. Sau đó kích vào ô này, khi hiện dấu cộng ở góc dưới bên phải ta kích đúp thì sẽ fill xuống được toàn bộ công thức. Thì ở đây cái ô cuối cùng nó sẽ không đúng kết quả, bởi vì là cái ô bên dưới nó là mốc thì nó sẽ trắng trơn. Như vậy đối với công thức ô này thì ta vẫn phải sử dụng lại hàm date là bằng date 5 sẽ là ô này và cố định. Tháng đã cho trước là ô B15. Và tháng 12 thì luôn luôn có 31 ngày, do đó là cái ngày đây sẽ là 31 và enter ta được kết quả. Tuy nhiên với cái cách một này thì sẽ không hợp lý và không thuận tiện trong các trường hợp. Vì vậy ta sẽ sang cách thứ hai, đó là ta sử dụng hàm chuyên để xác định cái ngày cuối cùng của tháng, đó là hàm elman. Hàm elman gồm có hai đối số start date và month. Start date là ngày bắt đầu làm căn cứ xác định, tức làm chuẩn. Month là khoảng số tháng cần xác định. Nếu month bằng 0 thì là chính cái tháng đó. Month lớn 0 thì sẽ cộng cái tháng của start date và cái month nhỏ hơn 0 sẽ là trừ. Như vậy đối với cách thứ hai này thì ta sẽ nhập vào công thức như sau, đó là bằng elman. Đối thứ nhất là ngày bắt đầu, ta sẽ chọn là cái ngày đầu tiên của tháng đi. Hay ta chọn là ô này. Và trong cùng một tháng, do đó ta sẽ là 0. Ta đóng ngoặc enter, ta được kết quả là 31 ngày. Trường hợp này ta sẽ thay đổi lại với cái ô ngày bắt đầu là cái ngày cuối cùng của tháng thì kết quả vẫn ra tương tự. Nó chỉ cần cái ngày nào trong tháng đó thôi. Đấy. Bởi vì là cái month nó bằng 0, do đó là nó sẽ ra cái ngày cuối cùng của tháng. Và bây giờ ta sẽ thay đổi cái số tháng ta là 1 chẳng hạn. Thì khi đó nó sẽ ra ngày cuối cùng của tháng 2. Đấy. Nếu là trừ thì nó sẽ ra cái ngày cuối cùng của cái tháng trước đó. Đây, nó sẽ chuyển từ tháng 1 2016 ra tháng 12 2015. Ok. Bây giờ ta sẽ đổi lại. Ta chuyển lại, đây là về 0. Ở đây là về ô này đi. Đấy. Thì ta xác định cái ngày cuối tháng của tháng 1 và ta kích đúp vào đây. Đấy, thì ta sẽ được kết quả. Thì đó là hướng dẫn cách sử dụng hàm date và hàm Elman để xác định ngày đầu tháng và ngày cuối tháng trong Excel.